lại nói về quan vũ quan vũ và trương phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ hai sau lưu bị trương phi nói với lưu bị em đâu có kém gì thằng vũ mà sao e lại phải đứng thứ ba quan vũ mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ ba là đúng rồi lưu bị không muốn sức mẻ tình huynh đệ bèn nói thôi để anh đứng thứ ba còn hai em đứng nhất nhì được chưa quan vũ trương phi đồng thanh nói ấy chết anh ngu nhất bọn ăn hại nhất bọn thì làm đại ca là đúng rồi bọn em tâm phục khẩu phục bầu anh là số một vấn đề là thằng nào là số hai trương phi nói ngay em vào tù ra tội nhiều hơn nó nợ nần cùng chồng chất hơn nó và đặc biệt là ngu chỉ kém đại ca em làm số hai là quá chuẩn Quan Vũ, hô hô, nhìn mặt mày thông minh thế kia mà đòi ngu hơn tao, ở đời phải biết mình là ai chứ? Lưu bị thôi được, hai em thi ném gạch vậy, anh đứng đây, mỗi thằng ném ba lần, thằng nào ném trúng mặt anh nhiều nhất thì là số 2, ok. Trương Phi, để em ném trước, vèo, không trúng, Trương Phi, mẹ kiếp lại trượt rồi, Quan Vũ, ha ha, thằng nào ngu mà còn hay nói bậy thì ông trời sẽ cho xét đánh đó con. Phi ném phát thứ hai, mặt Lưu bị vẫn nguyên vẹn. Trương Phi, mẹ kiếp lại trượt rồi, đúng lúc này thì có tiếng xét đánh cái dầm nhưng xét không đánh Trương Phi mà đánh Quan Vũ cháy đen. Lưu bị, Trương Phi chưa hiểu chuyện gì thì trên trời bỗng vang lên tiếng nói. Mẹ kiếp lại trượt rồi lại nói về lã bố đánh thắng tào tháo ở bộc dương liền tổ chức đại tiệc sau vài tuần rượu bố đã ngà ngà say liền rút đèn pin ra chiếu lên rời nói hôm nay thằng nào mà theo ánh sáng đèn pin trèo lên được nóc nhà thì ông cho ăn tối với điêu thuyền tang bá để tao chuyện nhỏ cao thuận tao tao làm được trương liêu để tao tụi mày thì biết cái gì trần cung dừng lại đi mấy thằng ngu không biết tụi bay ăn cái gì mà ngu thế thằng bố nó mà tắt cái đèn pin giữa chừng thì tụi bay ngã lộn cổ cả nút lại nói về Trương Phi, một hôm Trương Phi rủ Triệu Vân, hôm nay tao ăn đề hai nháy tao khao mày nhậu một chầu đã đời luôn, mày thích đi lắc karaoke, chát gái, hay bắn bi, cứ nói. Triệu Vân, thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày sông xanh thì kiếm chỗ nào đặc biệt một chút chứ lên sàn mãi cũng chán. Sau một hồi vắt óc thì hai chàng trai thông minh cũng chọn được một chỗ đặc biệt hoành tráng, đó là lên nóc nhà ngồi nhậu. Loay hoay lên được mái nhà, Trương Phi vốn là người cẩn thận và khéo léo nên đã làm đổ thang. Trương Phi, thôi kệ, cứ nhậu đã, mỗi thằng làm 10 xị thì lại trả bay như chim ý, lo quái gì. Sau khi uống hết 20 xị, buôn 100 câu chuyện và nói đủ 10.000 từ. Trương Phi và Triệu Vân bắt đầu tính đến chuyện làm sao để xuống. Sau khi tìm tòi xem xét thì hai thằng quyết định nhảy xuống đống phân chuồng đang ủ to vật vã ở dưới là an toàn hơn cả. Trương Phi thôi tại tao làm đổ thăng, mày cứ để tao nhảy xuống trước nếu có bề gì mày còn đề phòng. Trương Phi nhảy nghe cái thục, Triệu Vân lo lắng hỏi, chết chưa mày? Ngập đến đâu hả? Trương Phi nói to, nhảy đi, không sao đâu, tao chỉ bị ngập đến mắt cá thôi. Triệu Vân lao xuống và thục phân ngập đến cổ. Vân gào lên, ngập đến cổ mà mày dám nói đến mắt cá hả thằng ngu? Trương Phi, nhưng tao nhảy cắm đầu mà. Lại nói về Điển Vi, Điển Vi là dũng tướng của Tào Tháo, ngoài sức khỏe hơn Châu. Điển Vi còn là một chiến tướng cực kỳ anh dũng gạn dạ. Câu nói nổi tiếng của Điển Vi, đừng nói quân địch đông bao nhiêu, mà hãy nói nó ở đâu, để tao còn biết đường mà chạy. Một hôm, Điển Vi dẫn một vạn quân tiên phong chập ngay một vạn quân thục. Điển Vi hô to, hãy mang cho ta chiếc áo màu đỏ. Sau khi mặc chiếc áo những con quỷ đỏ điển vi dẫn một vạn quân lao vào đánh cho một vạn quân thuộc chạy như đua xe gặp cơ động. Sau trận chiến, các chư tướng khâm phục hỏi, tại sao ngài mặc áo đỏ trong trận chiến? Điền Vi oai nghiêm trả lời, để nếu máu ta có đổ xuống, các ngươi cũng không biết và vẫn vững tâm chiến đấu, tiếng hoan hô vang lên như sấm. Sáng hôm sau, một vạn quân tiên phong của Điển Vi chập 10 vạn quân thuộc do Trương Phi, Quan Vũ cầm đầu quân lính lo âu quay lại chờ superman điển vi ra lệnh thì thấy điển vi nhỏ nhẹ nói quân bay đâu mang cho tao chiếc quần màu sậm lại nói lưu bị sau khi chiếm được tây thục thì lập tức gián đính vào hậu cung suốt mấy ngày không chịu ra cuối cùng bị cung nữ hành hạ quá lại ở chỗ u tối mãi nên cũng len lén mò ra đường đi chơi nhân đó lưu bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở thành đô thế nào bị lại nói rằng ta khi xưa xông pha chiến trường đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử. Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt một lúc sau lại chạy vào nói rằng, gã đi xe trước to lắm, tao không dám bắt. Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt, tao không biết nhưng đến Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì. Lại nói về nhà ngô và nhà thục sau bao trận, chiến giai giảng kéo dài mà nhà ngô vẫn không chiếm lại được kinh châu từ tay nhà thục tôn quyền bèn mời lưu bị dự hội nghị tôn quyền để tránh cho bá tánh sống trong cảnh lầm than cuộc chiến giành kinh châu có lẽ chỉ nên một với một giữa đệ và lưu huynh thôi lưu huynh thấy sao lưu bị tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt em thích chiến với anh cái gì đua xe hay tá lả sau nửa ngày tỷ thí vẫn bất phân thắng bại lưu bị bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng kinh châu bằng cả hai tay ba chân cho đệ tôn quyền ok huynh cứ ra đề lưu bị nếu trước mặt quần hùng hai nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua tôn quyền bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò nói xong cúi xuống ăn sạch tiếng vỗ tay dầm trời hoan hô inh ỏi lưu bị mặt tái xanh vì không ngờ tôn quyền dám chơi như vậy tôn quyền cuộc chơi nào cũng thế phải có qua có lại nếu lưu huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại kinh châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn lưu bị chẳng lẽ huynh lại kém đệ nói xong lưu bị cuống cuồng ăn hết sợ tôn quyền đổi ý tiếng hoan hô lại vang lên từ nay hai nước hòa hoãn bá tánh thái bình tôn quyền lưu huynh đúng là bậc anh hùng để người nhân nghĩa như huynh làm chủ kinh châu đệ cũng an lòng mà sao mặt huynh buồn vậy lưu bị bèn đến gần tôn quyền nói nhỏ chú tôn quyền nè thế hóa ra anh em mình ăn cất không công à Lần nọ bàng thống đi dạo, ngang qua khu rừng nọ thấy có một con hồ ly đang bị cọp dí, thống bèn lấy dép trọi chết cọp. Hồ ly bỗng nhiên cất tiếng nói, cảm ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho ông một điều ước. Thống chỉ con ngựa mình đang cưỡi, người hãy làm cho con ngựa này thắng cuộc đua, ngựa khỏe kinh châu, tổ chức ngày mai. Hồ ly nhìn con ngựa vừa gầy vừa đi cả nhắc, lắc đầu, khó quá, hay ông xin điều khác đi. Thống nghĩ vài giây rồi reo lên, đúng rồi, làm cho ta trở thành người đẹp trai nhất thiên hạ đi. Hồ Ly nhìn thống một hồi rồi tặc lưỡi, ông, cho tôi xem lại con ngựa, tôi sẽ cố gắng. Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý, chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi. Tư Mã Ý, nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh? Khổng Minh, tôi có bài trắc nghiệm, vừa lúc đó thì Quan Vũ đi qua, Khổng Minh liền gọi vào vào hỏi. Quan Vũ này ai là con ruột của bố mẹ của quan tướng quân mà không phải anh chị em ruột với quan tướng quân? Quan Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, đó chính là tôi Mr. Quan Vũ. Khổng Minh cười khà rồi quay sang Tư Mã Ý nói, ông thấy chưa? Tư Mã Ý phục lắm bèn về áp dụng thử vào quân ngụy, vừa lúc thấy Hứa Trử đi vào Tư Mã Ý bèn hỏi, công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi ai là con ruột của phụ huynh công tử mà không phải anh chị em ruột công tử. Hứa Trử vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói, để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông. Trong lúc về trại Hứa Trử nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láo cá. Hứa Trử, Liêu này ai là con ruột của phụ huynh công tử mà không phải anh chị em ruột công tử? Trương Liêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ít mi. Trương Liêu, Hứa chử vui lắm lật đật chạy đến chỗ Tư Mã Ý rồi nói, tôi biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà không phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu, Tư Mã Ý vào đầu bứt tai, cậu đúng là thằng đầu óc bã đậu, đó là Quan Vũ. Một hôm Đồng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta. Hoa Đà, ok sơ, Đồng chắc ngươi cũng biết đó ta có con bồ là điêu thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy bồ của ta đang nằm cùng lữ bố. Ta giận lắm định rút gươm chém chết cả hai đứa nó nhưng vì điêu thuyền quá xinh đẹp nên ta không nỡ cuối cùng ba người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua. Hoa đà, đồng chắc lần hai ta đi bàn việc quân về lại thấy bồ nằm với bố ta đinh giết nhưng vì bồ quá đẹp nên ta không nỡ rồi ba ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua. Hoa đà, đồng chắc lần ba ta đi họp về lại gặp bồ nhưng bồ nằm với trương liêu ta định giết nhưng bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua. Hoa đà, đồng chắc lần thứ tư, lần thứ năm bồ nằm với Lý Quách nhưng vì bồ đẹp quá nên lại uống trà nói chuyện với Lý Quách rồi bỏ qua. Hoa đà không nhịn được nữa bèn hỏi, thế rốt cuộc ông cần hỏi tôi về cái gì? Đồng chắc à ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao không? Hoa đà, xỉu. Nước thục và nước ngô đang đánh nhau trí tử. Nguyên soái bên thục là khổng minh muốn do thám tình hình quân giặc mới ăn mặc cải trang làm thường dân, dẫn quan vũ triệu vân mon men đến trại quân ngô do thám. Mới chân ướt chân giáo tới nơi thì đã thấy một bầy mỹ nữ khỏa thân vui đùa tung tăng trong trại. Ba người hồn vía lên mây tâm thần mê man, mắt trợn ngược nước dãi chảy lòng thòng ướt cả áo. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ quân ngô bốn mặt ùa ra, bắt cả bọn đem vào cho ngô chủ tôn quyền khu xử. Tôn Quyền cười nói, bọn phàm phu các ngươi chịu sao nổi mỹ nhân kế của ta? Dám cả gan sang đây do thám ta sẽ có cách trừng trị các ngươi thích đáng. Nói xong sai đám mỹ nữ lúc nãy đứng sắp hàng tay cầm sẵn gươm giáo chờ lệnh. Tôn Quyền hỏi Triệu Vân, ngươi là ai? Vân đáp đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Triệu Vân ở Thường Sơn. Ngọn giáo của ta đã đâm không biết bao nhiêu thằng ngu nước ngô. Tôn Quyền được lắm, các phi tần của ta hãy dùng giáo đâm nát thằng nhỏ của hắn cho ta. Tôn Quyền lại quay sang hỏi Quan Vũ, ngươi là đứa nào mà mặt trông quen quen? Quan đáp, ngoại ngươi là Quan Vũ đây, ngọn đao của ta mà múa lên thì bầy gà ngu biến thành vịt hết tôn quyền ngươi sẽ được như ý hãy dùng dao phay băm thằng nhỏ của hắn cho hắn biết nước ngô ta cũng không thiếu đau đâu tôn quyền quay lại chưa kịp hỏi thì khổng minh đã nói ta là ra cắt khổng anh tôn quyền hà thế ngươi làm việc gì khổng minh ta bán kẹo mút